Vâng, em chào cô bác và anh chị nhá. Tiếp tục hôm nay thì em lại lên cho cô bác và anh chị một lô đất rẻ có mặt đường bê tông, view luôn. Đó. Rất là đẹp nha. Đây, đã được đóng cọc đây, từ bên này. À, người ta sẽ bán là từ bên này qua tới bên kia là 20m và chạy sâu của nó là 40 nhá. Đó, trên đất đây thì mình có lời được 3 cây bơ. Có 3 cây bơ, 1 cây bơ, 2 cây bơ, 3 cây bơ. Cắt đủ thế này 20m và chạy sâu 40. Đấy, thì toàn bộ cái mặt đường này thì nó rơi vào là 40m. Nhưng người ta chỉ cắt có 20m thôi. Người ta bán và chạy sâu của nó là 40 nhá. Thì cái giá người ta đang đưa ra chỉ có 43 triệu trên 1 mét ngang thôi nha các bác. Đó, có bớt lọc cho mình. Và nếu mà các bác muốn lên thổ cư á, thì cái này phải mình phải chịu chi phí. Thì chủ đất sẽ lên thổ cư cho mình nhá. Đó, thì 20m thì nó ra là tới đây này. Tới đây là 20m nha. Chạy thẳng xuống dưới đám cà phê dưới này là hết đất, là rơi vào 40m. Còn phía bên này thì người ta để lại, người ta làm này. Đây thì các bác có thể nhìn thấy toàn bộ cái view. Nhìn thực tế cực kỳ thoải mái luôn các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, view toàn bộ luôn này. Đó, thì đây, đây là cái mặt đường tỉnh lộ 725 nha các bác. Đó, xe cộ đi lại này, mặt đường đi Đà Lạt, mặt đường đi Sài Gòn, Bảo Lộc đây. Khu vực này là khu vực chợ nhá. Từ đây mà chạy ra tới chợ thì nó rơi vào có chưa đầy 2 cây đâu các bác. Đó, từ đây chạy ra tới tỉnh lộ trường chợ này là chưa đầy 2 cây đâu. Thì nó là đi cái đường này, chạy thẳng qua đó, chạy qua đó luôn. Chưa đầy 2 cây số là ra tới tỉnh lộ rồi. Đường toàn bộ là đường ô tô hết, đường rất là rộng nha. Đây toàn bộ là cái đất, là đất đỏ Ba Giang. Đó, chạy sâu tới bên này. Dưới đây thì người ta có đắm cọc rồi này. Đây, cọc đây. Và dưới đây cọc đây. Đó, cọc này. Cọc này là cọc ngang nha các bác. Từ bên kia, ngang qua bên này. Đó, cọc ngang. Chạy ra đổ ra ngoài đường. Đất rất là đẹp nha. Các bác xây nhà thì trên này hưởng cái thời tiết, gió trời, không khí trời này rất là mát mẻ luôn, dễ chịu cực kỳ luôn. Đó, ở đây thì nhìn thấy hẳn cả cái hồ Gia Trang luôn này. Đây, hồ này, hồ câu cá các bác. Giá chỉ 43 triệu trên 1 mét ngang, chạy sâu 40. Chi phí thổ cư thì bên mình mua, bên mình chịu thêm. Đó, rất là đẹp nha. Giá rất là phù hợp luôn. Và có bớt lọc lá cho mình. Rồi các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nha. Thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mặt đường bê tông, đi liên thông hết. Cái đường này là đường đi liên xã này, chạy thẳng qua xã Hoài Đức luôn. Đó. Đây là cái view toàn bộ rất là đẹp luôn. Khu vực là dân cư đông nha các bác. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.